Thank you.
Thưa quý vị, và chúng ta sẽ cùng đến với thời gian giải lao. Xin mời tất cả quý vị hội viên hãy cùng thưởng thức món ăn, thức uống và bài chính chúng tôi đã chuẩn bị với quý hội viên. Và trước khi chúng ta đến với phần bốc thăm trúng thưởng, đừng đi đâu cả và hãy coi lại